Tiếp nối trong ngày mới sáng nay mời quý vị cùng đến với bản tin thế giới đa chiều trên kênh truyền hình Thế giới tỉnh Đồng Nai với những nội dung đáng chú ý sau đây. Liên quốc và chính phủ liên bang kêu gọi Israel và lực lượng Hezbollah xuống thang căng thẳng. Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận đổ bộ trồng đôi ở thành phố Pohang, Hàn Quốc. Thưa quý vị, sau khi lực lượng Hezbollah phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái vào các vị trí ở Israel vào hôm qua, phía Israel sau đó đã có các cuộc tấn công đáp trả. Đây là động thái leo thang lớn tại biên giới Israel Liban khiến cộng đồng quốc tế lo ngại. Liên hợp quốc và chính phủ Liban hôm qua đã kêu gọi các bên xuống thang căng thẳng. Vô phòng điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc và lực lượng lâm thời của Liên hợp quốc tại vùng biên giới phía nam Liban kêu gọi các bên ngừng bắn và kiềm chế các hành động leo thang hơn nữa. Tuyên bố chung của hai cơ quan trên mô tả những diễn biến mới nhất là đáng lo ngại, đồng thời cho biết ngừng bắn và thực hiện nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là cách duy nhất và bền vững. Nghị quyết 1701 đã chấm dứt cuộc xung đột năm 2006 giữa Israel và Hezbollah. Theo nghị quyết, chỉ quân đội Liban và lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc được triển khai ở miền nam Liban. Cùng ngày, Thủ tướng Liban Nasib Mikati đã tổ chức họp khẩn. Phát biểu tại cuộc họp, ông Mikati cho biết, điều cần thiết trước hết là phải ngăn chặn hành động xâm lược của Israel và áp dụng nghị quyết 1701. Trong một tuyên bố cùng ngày, Bộ Ngoại giao Ai Cập cảnh báo nguy cơ một mặt trận mới mở ra ở Liban và kêu gọi ổn định tình hình. Xung đột giữa lực lượng Hezbollah và Israel tại khu vực biên giới Liban và Israel leo thang kể từ khi xung đột nổ ra ở Gaza vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã yêu cầu bắt giữ nhà sáng lập Telegram, ông Pavel Duvrov tại Pháp với hy vọng có được quyền truy cập gián tiếp và ứng dụng nhắn tin để thu thập thông tin về chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Nhận định trên được ông Adrian Maxray, ủy viên Hội đồng thành phố Boston, Úc, chia sẻ với hãng thông tấn RIA Novosti của Nga vào hôm qua. Ông McRae nhận định vụ bắt giữ ông Durov về cơ bản là hành động của các cơ quan tình báo Mỹ và NATO. Những bên rất mong muốn có được quyền truy cập bí mật và Telegram. Thưa quý vị, hôm nay Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận đổ bộ rồng đuôi ở thành phố Bohan, cách Seoul 272 km về phía đông nam. Cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và tương tác với đồng minh của quân đội hai nước. Cuộc tập trận sẽ kéo dài đến ngày 7 tháng 9. Trong khu khổ cuộc tập trận, Hàn Quốc và Mỹ sẽ triển khai các lực lượng đổ bộ cấp sư đoàn và khoảng 40 tàu chiến. Hai bên cũng sẽ triển khai khoảng 40 máy bay, như máy bay phản lực tàng hình F-35B và khoảng 40 thiết giáp đổ bộ. Một bộ chỉ huy quân sự chung của cả hai nước được thành lập vào tháng 9 năm ngoái sẽ giám sát các máy bay không người lái tham gia tập trận. Ngoài ra cuộc tập trận cũng có sự tham gia của lực lượng thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh. Lực lượng phòng vệ Kenya. Hôm qua cho biết, một nhóm binh sĩ nước này đã khởi hành đến Cộng hòa dân chủ Congo để tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình của Liên hợp quốc với sứ mệnh chấm dứt làn sóng bạo động của các nhóm vũ trang ở miền Đông Cộng hòa dân chủ Congo theo kdf nhóm binh sĩ đầu tiên thuộc đạo quân thứ tư của lực lượng phản ứng nhanh Kenza đã khởi hành tới cộng hòa dân chủ congo lực lượng này sẽ tham gia phái bộ giữ gìn hòa bình của liên hợp quốc tại cộng hòa dân chủ congo có nhiệm vụ ổn định tình hình an ninh tại các khu vực phía đông nước này nơi các nhóm vũ trang tiếp tục gây bất ổn theo KDF, được triển khai này diễn ra vào thời điểm phái bộ của Liên Hợp Quốc đã tăng cường nỗ lực bảo vệ dân thường, cải cách lĩnh vực an ninh và giải trừ vũ khí, giải ngũ và tái hòa nhập cho những người tham chiến. KDF cho biết lực lượng Kenya sẽ tham gia vào các hoạt động trên. Theo Liên Hợp Quốc, việc kiểm soát dịch tả ở Sudan đang trở nên phức tạp do xung đột giữa quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự RSF dẫn đến làn sóng di cư và cơ sở hạ tầng y tế bị phá hủy. Ngoài ra, người dân Sudan cũng đang phải vật lộn với hậu quả của lũ lụt, khiến việc tiếp cận nước sạch và các cơ sở y tế trở nên khó khăn hơn. Đợt bùng phát dịch tả mới nhất được ghi nhận hôm ngày 12 tháng 8. Chỉ 3 tháng sau đợt bùng phát khiến 11.000 người nhiễm bệnh và 300 người tử vong ở Sudan. Theo Liên Hợp Quốc, dịch tả Sudan chủ yếu lây nhiễm trong các trại tị nạn, đặc biệt là ở thành phố Kastala, thủ phủ của bang cùng tên ở miền đông Sudan. Bà Christine Hambrock, Đại diện cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn ở Sudan cho biết, Chúng tôi ghi nhận nhiều ca bệnh tả ở Kastala, thành phố này là nơi tập trung nhiều người tị nạn từ nước ngoài và cả những người chạy trốn khỏi xung đột trong nước. Từ 12 tháng 8 đến nay, chúng tôi đã ghi nhận 119 ca ở ba dạng tị nạn tại Kastala. Ngoài ra, còn có 5 người tị nạn tử vong vì bệnh tả. Theo UNHCR, nỗ lực kiểm soát dịch tả ở Sudan trở nên phức tạp hơn do cuộc nội chiến giữa quân đội Sudan và lực lượng AFS làm dấy lên làn sóng di cư trong nước và khiến cơ sở hạ tầng y tế bị tàn phá. Lượng người di cư trong nước tăng gây áp lực lớn cho cơ sở hạ tầng và nguồn lực y tế tại các trại tị nạn. Bà Homfrid nói thêm: "Các trại tị nạn ở Sudan quá đông đúc, người dân phải chen chúc để sống, hệ thống cung cấp nước sạch vì vậy không đủ cung ứng. Cần có nguồn đầu tư khổng lồ để đáp ứng nhu cầu hiện tại." Tiến sĩ Sapany. Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới về WHO tại Sudan cho biết, Chúng tôi đối mặt với nhiều thách thức để kiểm soát dịch tả. Chúng tôi vẫn chưa thể kết nối liền mạch giữa người ra quyết định và quan chức địa phương. Ngoài ra, lũ lụt tại hầu hết các tỉnh ở Sudan và tình trạng đường xá xuống cấp cũng cản trở nỗ lực kiểm soát dịch. WHO cho biết, các nhân viên y tế tại Sudan đang triển khai tiêm phòng để ngăn chặn dịch tả tiếp tục lây lan. Cho đến nay, đã 50.000 người ở Sudan được tiêm ngừa, WHO kỳ vọng sẽ tiêm ngừa cho 97% dân số 55 triệu người ở quốc gia Bắc Phi này. Cơ quan ngoại giao Đài Loan Trung Quốc hôm qua cho biết hòn đảo sẽ cử đại diện tham dự diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương được tổ chức tại thủ đô Nuku Alofa của Tonga vào hôm nay và sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 8. Phó lãnh đạo cơ quan ngoại giao Đài Loan ông Điền Trung Quang sẽ dẫn đầu phái đoàn Đài Loan tham dự diễn đàn. Dự kiến ông Điền sẽ có cuộc gặp bên lề với đại diện của ba quốc đảo Thái Bình Dương, còn duy trì quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan là Palau quần đảo Marshall và Tuvalu. Theo cơ quan ngoại giao Đài Loan, cuộc gặp nhằm truyền tải thông điệp rằng Đài Loan tôn trọng hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng ở khu vực Thái Bình Dương. Diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương năm nay tập trung thảo luận về biến đổi khí hậu và an ninh. Đài Loan tham gia diễn đàn từ năm 1993 với tư cách là đối tác phát triển. Tuy nhiên, Bắc Kinh vốn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ, cho rằng hòn đảo không có quyền thiết lập quan hệ đối tác với các quốc gia. Giới chức Bồ Đào Nha hôm qua cho biết, sau 11 ngày, lực lượng cứu hỏa nước này đã kiểm soát được cháy rừng trên đảo Madeira phía tây nam Bồ Đào Nha. Theo người đứng đầu cơ quan bảo vệ dân sự Madeira, ông Antonio Nunes, ngọn lửa hiện đã được kiểm soát nhưng vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn, nên lính cứu hỏa cần phải cảnh giác để ngăn chặn nguy cơ đám cháy bùng phát trở lại. Vụ cháy bùng phát vào hôm 14 tháng 8 không gây thương vong, nhưng đã thiêu rụi hơn 5.000 hecta rừng trên đảo Madeira. Điều kiện thời tiết bất lợi như nhiệt độ cao, gió mạnh và độ ấm thấp đã cản trở nỗ lực dập tắt đám cháy ấm lên toàn cầu do biến đổi khí hậu đã khiến cháy rừng xảy ra thường xuyên hơn tại miền Nam, miền Đông châu Âu, Bắc Mỹ và một số khu vực ở châu Á. Thưa quý vị, học sinh tại tỉnh Quebec của Canada sẽ trở lại trường trong tuần này, nhưng hiện tại tình hình là đang thiếu nhiều giáo viên. So với năm ngoái, năm nay Quebec đón thêm khoảng 20.000 sinh viên, học sinh. Tỉnh này đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng và giữ chân gần 4.000 giáo viên để đáp ứng nhu cầu giảng dạy. Đây là một buổi tuyển dụng giáo viên gần sát ngày nhập học tại thành phố Montreal, thành phố lớn nhất ở tỉnh Quebec. Các trường học trên thành phố đang nỗ lực hết sức để đảm bảo có đủ giáo viên trước khi năm học mới bắt đầu. Theo ông Bernard Renville, giám đốc sở giáo dục Quebec, chúng tôi cần hơn 5.700 giáo viên. Theo ông, tỉnh đã tuyển dụng 1.900 giáo viên trong tuần trước và vẫn cần thêm 3.858 giáo viên nữa. Ông nói, chúng tôi đang tiến tới mục tiêu là có một giáo viên cho mỗi lớp học trong năm học mới. Theo số liệu từ chính quyền tỉnh, năm nay Quebec có thêm 20.000 học sinh, sinh viên đăng ký nhập học, phần lớn là người mới nhập cư. Số người nhập cư tại tỉnh Quebec hiện chiếm 50% tổng số người nhập cư trên khắp Canada. Điều này gây ra áp lực rất lớn cho hệ thống giáo dục của tỉnh, vốn đã rất khó khăn, do ngày càng nhiều giáo viên nghỉ việc. Chị Nata Bertrand là một giáo viên công lập và nghỉ việc. Theo chị, áp lực công việc và sự thiếu ổn định khiến chị đưa ra quyết định trên. Mỗi năm tôi lại được điều động tới trường mới và làm việc với một vị sếp mới tôi phải làm quen lại từ đầu. Những khó khăn trong việc giữ chân giáo viên cũ và tuyển dụng giáo viên mới không phải là vấn đề của riêng Webex. Hiệp hội giáo viên Canada cho biết, nguyên nhân gốc rễ bắt nguồn từ tiền lương. Ngoài ra, tình trạng giáo viên nghỉ việc sau đại dịch COVID-19 cũng góp phần vào thiếu hụt. Bà Heidi Jetman, Chủ tịch Hiệp hội chi nhánh Montreal, cho biết, Chúng tôi không có các điều kiện làm việc tối ưu, chúng tôi không được hỗ trợ thích hợp để đứng lớp. Tình trạng thiếu giáo viên buộc sở giáo dục Webex phải tuyển một số giáo viên chưa đủ điều kiện, nhưng ngoài 3.800 giáo viên chưa được tuyển dụng, tỉnh vẫn còn thiếu nhiều nhân viên hỗ trợ tại các trường. Trong bối cảnh tỷ lệ người nhập cư tăng, kéo theo số lượng học sinh sinh viên, đăng ký nhập học tăng, tình trạng thiếu giáo viên tại Quai Bác được dự báo sẽ trở nên nghiêm trọng hơn trong thời gian tới.